Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm cho bà con một cái video để giới thiệu cho bà con về cái cây giống mới, đây là cây thân gỗ lấy tinh dầu cũng như là lấy gỗ. Thì bà con đang nhìn trên tay tôi đây là cái giống cây gọi là giống cây thông Caribe. Bà con đang nhìn ở đây đang chúng tôi đang nhân giống phát triển rất nhiều. Cái cây này trực tiếp là hiện nay là đang là những cái cây dự án, chủ yếu là trồng dự án và trồng các hộ dân lớn để nhằm mục đích là chúng ta trồng thông và thu lượng tinh dầu cũng như lấy gỗ phát triển hàng năm. Thì cây thông này hiện nay là được nhân giống trực tiếp tại trung tâm cây giống Tam Đảo, bởi vì bản chất ở Tam Đảo thì cũng đã có những cái cây thông như thế này ở trên dãy núi Tam Đảo, và hiện nay thông đang được bảo hộ bởi vì là những cái cây này hiện nay là những cây quý hiếm về phải bảo hộ và nằm trong thuộc diện những cây quản lý của vườn quốc gia Tam Đảo. Thì đây là những cái cây giống được cây thông được trực tiếp gieo hạt từ trung tâm cây giống Tam Đảo, được theo đúng cái kỹ thuật mới nhất và cái khoa học mới nhất về cái công nghệ gieo hạt của cái cây thông. Bà con đang nhìn đây, chúng tôi đang nhân giống rất nhiều. Đó, đây là những cái cây thông mà chúng tôi đã nhân giống phát triển được 5 tháng rồi. Đó, cây này nó đem lại cái giá trị kinh tế rất cao cho bà con. Bà con có nhu cầu mua cây giống hoặc liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về cái kỹ thuật trồng cây, như kỹ thuật chăm sóc sâu bệnh cho cây để làm sao trồng phát triển tốt nhất về cái giống cây thông này. Xin mời bà con trực tiếp liên hệ theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc có thể liên hệ trực tiếp theo Zalo để chúng tôi gửi hình ảnh cung cấp cho bà con tốt nhất về từng cái dòng giống thông tốt nhất cho bà con. Hiện nay tôi đang nhân giống ở chỗ này, mỗi cái luống như thế này nó khoảng độ là 2.000 cây. Thì ở trên này bên này chúng tôi vẫn đang nhân giống rất nhiều. Đó. Đây là khu lâm nghiệp, khu trồng cây lâm nghiệp, cây giống của trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì chúng tôi chia thành rất nhiều phân khúc là cây lâm nghiệp, cây dược liệu và cây ăn quả. Thì bà con nhìn ở đây cũng là rất nhiều cây thông. Một lần nữa xin mời bà con chủ động liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.